Hôm nay mùng 9 tháng 11 tại Thanh Hóa, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tới dự có các đồng chí Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết, ngay sau khi có kế hoạch hành động của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thực hiện quy định của pháp luật về không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ban An toàn Giao thông tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh gắn với xây dựng mô hình trường học an toàn giao thông. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, việc tổ chức chương trình truyền thông không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông thông qua bộ tài liệu mô hình phiên tòa giả định là hoạt động thiết thực nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đặc biệt chương trình được tổ chức đúng vào ngày pháp luật Việt Nam sẽ là dịp để các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, các trường học và các gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nâng cao trách nhiệm trong việc tuyên truyền, quản lý, giáo dục, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh vì mục tiêu tính mạng con người là trên hết. Tại chương trình, các đại biểu cùng các em học sinh, sinh viên được theo dõi các clip về tình huống giao thông dẫn đến phiên tòa giả định, xét xử vụ việc tham gia trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình về những căn cứ pháp lý liên quan đến tình huống xảy ra. Trên cơ sở đó, các chuyên gia của tổ tư vấn pháp luật nhận xét, đánh giá cụ thể về phần trả lời, đồng thời hướng dẫn để mọi người có thể chấp hành đúng pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Lê Kim Thành cho biết, sau sự kiện truyền thông được tổ chức điểm tại Thanh Hóa, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ triển khai rộng rãi đến các tỉnh thành phố trên cả nước nhằm tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lan tỏa thông điệp không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Từ đó, góp phần ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên